Thái Dương hóp gò má hơi cao à? Trước đây anh cũng có từng chia sẻ cái kiểu khuôn mặt như thế này rồi à, nhưng mà bây giờ anh làm lại cho những bạn mới xem thì gò má cao và Thái Dương hơi hóp, tức là khuôn mặt này nó có hơi bị nhiều góc cạnh à, chỗ này hóp à, chỗ này lại phình ra, tức là nhìn khuôn mặt nó có hơi nhiều góc ấy, cảm giác là sương sương mặt. Thì nó cũng có thể nói là khuôn mặt gần gần như khuôn mặt kim cương đấy. Thì đối với khuôn mặt này thì bọn em nên sử dụng những cái tóc nó có cái độ mềm mại nhiều, thì em có thể chơi side part hoặc là rẽ giữa này cũng được, rẽ này cũng được, miễn làm sao mà tóc mái nó dài một chút và tóc mai nó dài một tí. Em đừng chơi những kiểu đầu ví dụ như cắt sát, cắt trắng này, hay là kể cả mà có đẩy nhiều đi chăng nữa thì cũng không nên. Đó, anh khuyên em là nên để những cái tóc nó có cái mai dài như này, nó bám dài như này, này mình cắt thì mình chỉ cắt quanh quanh cái tai này thôi, đấy, quanh quanh cái vành tai này thôi, và cái mái thì mình hạ nó xuống thì nhìn nó có, mình hơi uốn nó có hơi cái độ cong ở phần mái nữa thì nhìn cảm giác nó sẽ mềm mại hơn, tạo cái hiệu ứng mềm mại làm giảm bớt đi cái góc cạnh của khuôn mặt đấy. Chỉ đơn giản thế thôi, em cứ chơi những kiểu tóc nào mà nó có cái độ mềm mại được, nó dài dài một chút nhìn nó điệu điệu một tí đấy, tóc mai dài một chút, tóc mái cũng dài một chút đấy. Nhưng mà thường thường với khuôn mặt gò má cao ấy thì ở bên dưới này nó sẽ nhọn đúng không, nó sẽ nhọn, nó không được vuông lắm ấy, thì em cũng không nên để mái nó quá dài nhá. Ý anh nói là tầm tầm ngang ngang lông mày thôi là vừa đẹp rồi, chứ cũng không nhất thiết là phải để cái mái nó dài hẳn xuống nhiều quá, và hai bên thì cũng phải luôn luôn nhớ là nó phải gọn gọn một chút, đừng để nó sát quá, bởi vì khi mà mình để nó sát quá thì bên trên Thái Dương nó hóp mà bên trên này nó bé mà, nên mình đẩy sát quá là bên trên này nó lại nhọn nhọn đầu của mình đấy, nhìn nó lại không được cân đối. Thì anh tư vấn thế, em tham khảo thêm nhá, cảm ơn em.